Phương Dung xin kính chào quý vị và xin mời quý vị quay trở lại với phần 2 của chương trình Ngọc Trong Tim. Phải nói là bác Anh Bằng dù trong thời gian bệnh về cuối đời của bác, bác bị khiếm thính em biết không? Dạ, em có nghe nói. Đó, bởi vì sao chúng ta kêu là đây là ba người bạn thân trong gia đình của Ngọc Trong Tim. Bác Anh Bằng bị khiếm thính nhưng mà bác cười và mỗi lần bác gắn vô cái máy trợ thính, rồi bác nghe được Nguyễn Đức Đạt nói chuyện, bác rất quý Nguyễn Đức Đạt mặc dù Đạt không thấy đường mà cũng là nhạc sĩ với nhau. Dạ. Hai người nhạc sĩ từ tâm trạng với nhau và bác Anh Bằng đã từng viết một bài hát riêng cho các em khuyết tật, đó là Thương Phận Bé Thơ, khi bác về Việt Nam. Rồi sau đó bác hát thì trong cuốn video 6 này thì qua tiếng hát của chị Kim Anh và Tuấn Kiệt, một người bạn khuyết tật của chương trình Ngọc Trong Tim, sẽ gửi đến quý vị trong chương trình ngày mai. Và bây giờ chúng ta nói sơ về Anh Bằng. Nhạc sĩ Anh Bằng, tên thật là Trần An Bường, sinh năm 1926, mất năm 2015. Có đến 50 năm sáng tác, khoảng 650 ca khúc, thành lập ban nhạc Sống Mới, phụ trách chương trình tuyển lựa ca sĩ cho Đài Phát thanh Sài Gòn. Ra hải ngoại, ông sáng lập Trung tâm Asia, một trong hai trung tâm sản xuất âm nhạc lớn nhất của cộng đồng người Việt tại hải ngoại, năm 1981. Những năm cuối đời, ông vừa bị ung thư, vừa mất khả năng nghe. Nhưng ông vẫn cố gắng sáng tác với một tinh thần lạc quan. Ông là một trong những người ưu ái Ngọc Trong Tim. Thưa quý vị, trong live show 6 thì chúng tôi đã rất là trân quý để mà làm những cái tiết mục để mà tri ân đến những người thân hữu và cũng như là những người bạn của Ngọc Trong Tim. Và bây giờ Thành Lệ xin gửi đến quý vị ba nhạc phẩm trên với ba tiếng hát Đoàn Phi, Phương Anh Tuấn và Tuấn Kiệt trong một liên khúc, và xin ra lời tri ân và lúc nào cũng tưởng niệm và nhớ đến ba người bạn thân, cố nhạc sĩ Anh Bằng, cố nhạc sĩ Việt Dũng và tiếng hát MC Bích Ngọc. Xin mời quý vị đón xem. Và Phương Dung, Thành Lễ xin kính chào quý vị và hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau, và luôn luôn ủng hộ và thương mến chương trình Ngọc Trong Tim. Xin kính chào.
trong em, ôi thơm lừng mùi hương bồ kết. Anh hôn lên trán em, rất ngoan hiền vâng trán dịu em. Anh hôn lên tay em, bàn tay thon nhỏ xinh nắm ngón. Anh hôn lên mắt nhung, tình như con thuyền trôi giữa dòng. Anh yêu em đắm say, đã bao ngày tương tư người ấy. Anh lang thang trắng tay, chỉ còn lại một khối tình say. Anh mơ trong mắt ngây, vòng tay ôm bờ vai xinh xắn. Anh mơ hôn má em, ôi mắt rưỡi như cây cà rê. Tình yêu ôi thơm ngát như cây cà rê mùi vải la. Tình yêu ôi thơm ngát như cây cà rê mùi sô cô la. Tình yêu giữa trưa hè nắng cháy, con tim nào bỗng cháy. Tình yêu như bóng mây, anh hôn lên má. Tóc em ôi thơm lừng mùi hương bồ kết. Anh hôn lên trán em, rất ngoan hiền vâng trán dịu em. Anh hôn lên tay em, bàn tay thon nhỏ xinh nắm ngón. Anh hôn lên mắt nhung, tình như con thuyền trôi giữa dòng. Anh yêu em đắm say, đã bao ngày tương tư người ấy. Anh lang thang trắng tay, chỉ còn lại một khối tình say. Anh mơ trong ngất ngây, vòng tay ôm bờ vai xinh xắn. Anh mơ hôn má em, ôi má rưỡi như cây cà rê. Tình yêu ôi thơm ngát như cây cà rê mùi vanilla. Tình yêu ôi thơm ngát như cây cà rê mùi sô cô la. Tình yêu giữa trưa hè nắng cháy, con tim nào bỗng cháy. Tình yêu như bóng mây, anh hôn lên má em, ôi má rưỡi như cây cà rê. Tình yêu ôi thơm ngát như cây cà rê mùi vanilla. Tình yêu ôi thơm ngát như cây cà rê mùi sô cô la. Tình yêu trưa hè đang cháy, con tim nào bỗng cháy. Tình yêu như bóng mây, anh hôn lên má em, ôi má rưỡi như cây cà rê. Chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta trả ơn cuộc đời, làm sao ta đền đáp bao người nâng ta lên qua bước đời trên đời. Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta chuộc hết nỗi lầm, làm sao ta thanh thản tâm hồn. Suy đôi tay giữa hừng đông, cho tôi như bóng mây lang thang qua cõi này, cho tôi được ngắm sao trên trời giữa hừng đông cỏ nổi. Cho tôi như khúc ca bay đi xa rất xa, cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn bằng những lời ca.
chồng của tụi con Ngọc Trung Tim muốn ghi ơn, như thứ nhất là anh Việt Dũng đã ủng hộ tụi con, thứ hai nữa là gia đình của anh Việt Dũng là gia đình bác, coi như là mẹ của anh Việt Dũng, những ở đây tấm lòng của Ngọc Trung Tim đối với gia đình vậy thôi. Yeah. Yeah. Cảm ơn các con. Là thương mình Dũng lúc sống lúc chết, làm nó đến nó gặp con linh thiêng thì con phù hộ cho các em đấy, không làm được chuyện khác. Mong là bây giờ con đã được lên thiên đàng rồi, giúp cho các em nó tiếp tục cuộc sống như con đã sống, hãnh diện nhìn lên. Con cứ nhìn gương Minh Dũng, cố gắng, đừng bao giờ nản lòng. Và MC Bích Ngọc là ba người bạn thân rất là thâm niên của các anh chị em trong Ngọc Trung Tim. Ngoài những tài năng cống hiến cũng như là cho người ưu mầm, cho hạt sống mang tên là hy vọng, đặc biệt là cho những tài năng khuyết tật, Ngọc Trung Tim 6, tức là Hear My Voice. Ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh vinh danh ba nhân vật đó. Chúng tôi xin được mời bà Anh Bằng và mẹ của MC Bích Ngọc lên đây để nhận một tấm lòng của các anh chị em, các bạn trong Ngọc Trung Tim.